Chí Minh, Y Dương, Vinh Hà bên này, Vinh Hà bên hiện thì đang dẫn trước với tỷ số là 1-0. Rất bình tĩnh. Trong trận đấu này, cầu thủ Vinh Hải tuy nhiên mặc áo cam, còn cầu thủ PDM mặc áo trắng. Cầu thủ cho đội trang trí của câu lạc bộ Vinh Hải tuy nhiên có số 7 Quốc Thanh, số 18 Quang Hiền, số 3 Thanh Sang, số 8 Công Thức. Công Thức chính là người vừa ghi bàn thắng mở tỷ số cho trận đấu này. Số 11 Quang Tín, số 6 Thanh Duy và số 20 là Việt Tiến. Trong đó cầu thủ IDS có số 22 Thiên Sang, số 0 Minh Vẫn, số 21 Văn Vi, số 22 Đơn Trong Hảo, số 5 Quốc Bảo và số 12 là Vũ Dương.
Quốc Bảo.
lúc này đó là Thanh Triều. Cầu thủ mang áo số 7 của Vinh Gia Lai sau trong đó cầu thủ Nguyên Bình trong trang phục áo đen gồm có cầu thủ số 8 Văn Tuân, số 6 Như Toàn, số 3 Tuấn Thành, số 11 Mạnh Tùng, số 7 Mạnh Nam và số 1 là thủ môn Thái Sơn. Thanh Tiên, vâng, số 7 nó là cầu thủ Thanh Tiên. Dứt điểm, có bàn thắng lên số 2 hay không? Vâng, chúng ta đã cùng vượt sang bàn này đi bạn. Vâng, đó là số 16. Số 16 Lý Quốc Dương. Vậy vậy là hai cầu thủ sinh năm 1985 đến quý lần của đội bóng Vinh Gia Lai số 8 đều có mặt trong hiệp một thứ hai. Chúng ta đang là trận đấu giữa Vinh Gia Lai số 8 và Sơn Bình. Sau trận đấu này sẽ là một cuộc đối đầu rất đáng được chờ đợi giữa Lam Hồng FC và câu lạc bộ Trung Hình Phòng. Nhà vô địch của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đối đầu với nhà vô địch của Vũng Tàu. Một trận chung kết sớm ở vòng 1/3. Và xử lý của số 7, Trung Hình Phòng và Lam Hồng, hai đội bóng được đánh giá có lực lượng mạnh nhất của giải đấu năm nay. Như vậy có một
Vita 28 và Nguyên Bình. Cầu thủ 1 thì cầu thủ Vita 28 đang tạm dẫn trước cầu thủ Nguyên Bình với tỷ số là 3-0. Cầu thủ đi ra số 8 cái sự muốn tự đạo của mọi người đó hoàn toàn là tỷ số lên 5-0 và đó là số 16
quốc dương, quốc dương có cũng trong trận đấu này. Vâng, trước từ ban tổ chức sự kiện xin quý vị vui lòng liên hệ với các bảo vệ gần nhất chúng tôi có đủ vị là hai bóng chuyển lên vị trí điều tiết sân đấu. Các trường hợp xảy ra sự cố hoặc những tình huống không mong muốn, kính xin tất cả mọi người vui lòng thông báo ngay cho bảo vệ gần nhất để được hỗ trợ và giải quyết. Khi các tham gia chương trình cẩn thận đề phòng xảy ra đột ngột, vui lòng những chuyện từ từ về sức chung để chương trình diễn ra tốt đẹp. Xin chân trọng cảm ơn. Và điểm sự cố chính là hàng triệu những người chiến sĩ trong đó đang trên màn hình. Thưa quý vị và quý vị đó, trong sự kiện này có một số chương trình sau đó hay nói như này. Và thứ sáu là Văn Ngọc.
tù trong trong khu phố vàng, có những con trong khu phố xanh. Bây giờ ném bóng trên ban, các thủ môn cần phải lưu ý chỗ này. Thì các bạn ném bóng từ vai trở lên thì sẽ bị một quả đá phạt gián tiếp ở giữa sân. Rất nguy hiểm. Đó là thủ môn của Nam Định vừa đã chơi rất tốt. Và như vậy có một quả penalty. Lúc còn trận đấu phải sang lại đây. Penalty cho thủ Nam Hồng. Thưa quý vị, vừa rồi chính là những lời chia sẻ của video. Mời tiếp theo sẽ là thủ môn thi công. Rất căng thẳng. Có vẻ như các cầu thủ không căng thẳng bằng các cổ động viên. Cái chỗ này còn phải nhớ cho mình thống nhất với nhau là cái clip vừa tắt là anh đẩy nó đúng lên trên ở ở trong vị trí đúng này là bao giờ cho chúng con hỏi chờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và ngay sau đây chúng tôi xin mời tất cả quý vị khán giả hãy tập trung về phía khu vực sân khấu, bởi vì còn rất nhiều cuộc hấp dẫn của các ca sĩ như Ali Hoàng Dương, Kiều Bảo Trân, Tuấn Thương, Hoàng Hồng Hà đang đón chờ chúng ta. Hãy nhanh chóng tập trung về phía khu vực sân khấu để được thưởng thức bầu không khí lễ hội đặc biệt hôm nay cùng Tiger Street Football. Và bây giờ xin mời quý vị đến với phần trình diễn của Ali Hoàng Dương. Ali Hoàng Dương, anh là bạn. Và bây giờ xin mời ca sĩ Ali Hoàng Dương sẽ ném lại cho sân khấu để chúng ta chúc tặng và nói lời chúc mừng với đội Á quân ngày hôm nay. Rồi. Ok, chào giải DJ rồi. Mai cũng cố gắng. Và bạn gì? Thì Ali với là gì? Sẽ trao huy chương bạc trước mỗi người một nửa, hai bên trái phải. Sau đó rồi mời Ali sẽ trao hoa cho đại diện của đội. Và ở mỗi hiệp phụ thì trọng tài sẽ đều tung cầu thủ để giúp xem đội nào được quyền giao bóng. Và khi mà thiếu người thì nào được quyền giao bóng sẽ là đội đấu giữa Lâm Hồng với Chu Minh Hồng đã trôi qua. Và bây giờ chúng ta bước vào hiệp phụ, Chu Minh Hồng sẽ là đội bóng vào bóng trước. Hiệp đấu này thì cầu thủ Chu Minh Hồng có sự bổ sung của Thành An. Bây giờ